chúng tôi muốn hỏi các anh là cái cuộc sống của người nổi tiếng thì nó như thế nào ạ? Luôn luôn bị làm phiền. Thí dụ như cao thủ nhạc sĩ như tôi thì lúc nào cũng có người ngưỡng mộ, gặp đâu cũng nhìn, gặp đâu cũng theo dõi và xin chữ ký, xin chụp ảnh, rồi là xin được hôn một cái vào má đấy, thí dụ như thế. Nhưng mà tuy là bị làm phiền như thế nhưng cũng có một số cái vinh dự, là khi mình có làm cái gì hơi quá đà một tí thì mọi người cũng dễ thông cảm và bỏ qua cho luôn. Thế còn anh Cao Tiến, một nhà nghiên cứu khoa học, thì tôi không hiểu là cuộc sống của anh thì đang diễn ra như thế nào ạ? Đặc biệt mệt mỏi. Úi giời. Thực ra thì đến giờ phút này thì một cái mong muốn duy nhất của tôi là tôi muốn giam mình ở trong phòng, đóng kín cửa lại. Nhưng mà chắc là không được. Bởi vì như chị biết đấy, rất bận rộn. Nơi này thì mời đi dự hội thảo, nơi kia thì mời đi nói chuyện. Biết làm thế nào được? Mình là người nổi tiếng, mình có tài mà. Có một câu hỏi khác mà những vị khán giả cũng đã gửi cho chúng tôi, cũng xin hỏi hai anh. Đó là từ lúc nào thì các anh nhận ra là mình có cái khả năng, có cái tư chất để tham gia trong những cái lĩnh vực mà các anh hiện nay đang trở thành những người nổi tiếng đấy ạ? Tôi có cái tư chất trở thành nghệ sĩ từ lúc 4 tháng tuổi. Bao nhiêu ạ? Có thể nói quý vị và chị đây không tin, nhưng tôi xin kể luôn, kể ngay, nhấn mạnh luôn cho chị và mọi người cùng hiểu rằng là lúc mà mẹ tôi đẻ tôi ra ấy, là tôi không ăn uống gì cả. Và người cứ lịm đi. Rồi đến một ngày này, điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi bên nhà hàng xóm tôi có đám, tiếng kèn trống vang lên. Thế là tôi bật dậy, cười khanh khách, rồi nhảy theo, múa theo, lắc theo điệu nhạc. Từ đó tôi sống và tồn tại theo nghệ thuật đến ngày hôm nay. Đúng là người ta hay nói là những thiên tài thường là có những điều gì đó rất là khác người. Phải chăng đây cũng là một trong những cái khác người của anh Nghệ đúng không ạ? Rồi. Vâng, thế còn anh Cao Tiến thì sao ạ? Tôi thì cũng không có gì bí mật ở đây cả. Tôi thì tôi phát hiện ra mình có cái khả năng nghiên cứu khoa học từ lúc tôi 3 tuần tuổi. Này này, ông điêu nó vừa vừa thôi. Ông tưởng bây giờ ông nổi tiếng nhưng ông muốn nói như thế nào người ta cũng tin. Các cụ nhà mình gọi là khóc dạ đề ấy. Tôi khóc suốt, khóc triền miên ngày này sang ngày khác. Khóc như mưa ngâu tháng 7, không thể nào dừng, không ai dỗ được. Và đột nhiên, khi mẹ tôi bế tôi ra ngoài sân, tôi nhìn lên bầu trời, tôi nín khóc, tôi im. Chứ không cười khanh khách như ông đâu, nhá. Và khi đó tôi nhìn lên bầu trời, tôi theo dõi những vì tinh tú. Tôi nghiên cứu sự chuyển động của các hành tinh. Tôi nhìn dải ngân hà và tôi đo khoảng cách giữa tôi và sao thổ. Chúng tôi cũng cảm thấy rất là kỳ quặc đấy. Vâng, thế nó mới là thiên tài chị ạ. Cảm ơn. Thank you. Bay thì vèo vèo, đỗ lại không được. Này này ông ơi. Ông ơi, bơi thuyền thì ông ra Hồ Tây chứ ông lại bơi ở đây đấy nào. Này. Xin lỗi anh từ đâu tới đây thế ạ? Trên kia kìa. Đâu? Trên kia kìa. Đâu? Không phải trên trần nhà đâu. Đâu? Tương lai xuống. Xuống đây từ năm 4002, thăm lại năm 2004. Thôi chết rồi, lại gặp một ông nghiên cứu khoa học nữa rồi. Tôi là người ở tương lai trở xuống, nhìn đi. Đầu to, tóc đỏ, quần đùi vàng, áo hoa lẹ lẹt, nhẹ nhàng, thướt tha. Miệng cười như thể bông hoa, đi đi lại lại, chính là tương lai. Tôi xin phép chị và quý vị ở đây vài phút để tôi được diện kiến và nói chuyện với những nhân tài của các chị. Vậy thì xin mời anh Tiến, anh Nghệ. Có lẽ là anh gặp gỡ anh tương lai một chút. Tôi sẽ đi và tí quay lại. Cho lui cái thuyền ông vào cái. Ông cho lui thuyền vào cái. Cha nó chứ giờ lại điều khiển được. Để gọn một góc được. Ông ơi. Đây. Rồi ông để lui cái thuyền vào đấy. Này, ông ra tôi bảo này. Đến một nhạc sĩ tài ba như tôi có đầu óc và trí tưởng tượng khủng khiếp hãi hùng cũng không bao giờ nghĩ được chuyện người từ 4002 về đấy nhé. Bản thân tôi cũng thế. Tôi nghiên cứu về tất cả các vấn đề, về thiên văn học, rồi về toán học, về số học, về tất cả mọi thứ. Nhưng chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng được một người từ 4002 mà có thể lại về thời đại của chúng ta được. Đúng quý rồi. Vị không tin cũng là điều dễ hiểu thôi. Tôi sẽ làm cho quý vị tin ngay bây giờ. Đâu? Đâu cái gì kia mà kia. Dê. Đấy. Kia. Đâu. Đấy. Có gì nữa à? Cái gì? Đấy. Cái gì? Kia kia.
khổ quá, ba con rùa nổi hồ Gươm đấy. Rồi. Ba con đang nổi người xem đông nghịt kia kìa. Thôi ông đừng vớ vẩn, đây trường quay người ta đang hội thảo rùa giết đây. Quý vị đừng nhìn thiển cận thế, nhìn trong đây không nhìn thấy gì đâu. Rồi, phải rồi. nhìn xa thôi, thôi. Thôi, tôi có điện thoại. Alo, ừ anh đây. Rồi, đi đâu? Ra hồ Gươm xem rùa nổi. À, mấy con, ba con. Thôi, anh ra ngay. Ờ, này, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cũng có thể chỉ cần một cuộc điện thoại, anh cũng có thể biết được thông tin là ở hồ Gươm rùa đang nổi, giống như anh Nghệ đây. Rồi, như vậy là các anh và quý vị ở đây vẫn không tin, vẫn không tâm phục khẩu phục. Tôi sẽ cho quý vị tâm phục khẩu phục. Sau khi lời tôi nói vừa dứt, hai người này sẽ nói với nhau một câu đồng thanh như đúc. Còn lâu. Người tương lai ngồi cũng khác. Bức tư họa, có việc gì thì bức tư họa. Tôi xuống đây với một thông điệp là đón quý vị lên trên đó. Anh muốn đón những nhà khoa học nổi tiếng lên để giảng dạy hết để... Tôi chỉ cần các anh lên để nói chuyện. Bởi vì thời tương lai của chúng tôi, nhân tài hiếm như lá mùa thu. À, ấy thế thì lá nhiều. Lá mùa thu thì nhiều quá còn gì. Lá mùa thu trên cây cơ. À, tức là rất ít đúng không? Rất ít, chính vì vậy. Quay lại lịch sử của loài người thì tôi thấy ở thời của các bạn có nhiều nhân tài quá. Cho nên đúng. Tôi được cử xuống đây đón các nhân tài nên đó nói chuyện. Này này, cho hỏi ở 4002 có nhiều phụ nữ không? Eo nhỏ. Eo nhỏ mỗi tội đầu to thôi. Cái gì to? Đầu to. Ôi trời ơi. À, thôi, thông cảm nhé, mình sáng tác bận lắm không đi. Ấy kìa. Cho xin phép tôi hỏi. Thế ở thời kỳ của các ngài ấy, người ta có hay tức là hay hội họp mà À, ý ngài muốn nói là ăn uống ấy. À, tiệc tùng à? Tiệc tùng ấy. Uống rượu à? Ừ, có rượu không? Rất nhiều các loại rượu ngon. Đúng à? Nhưng không được uống. Mỗi ngày chỉ được uống một chén nhỏ thôi. Bởi vì uống rượu rất có hại. Uống rượu làm cho mọi thứ teo đi, đầu không to được. Thôi, tôi bận lắm, có lẽ tôi không đi được đâu. Kìa anh Tiến. Thôi. Không. Kìa anh Nghệ. Kìa. Không, mình không. Anh có thể cho tôi hỏi đôi chút là xin lỗi các anh là ở dưới này khi mà các anh đi nói chuyện, đi hội thảo ấy thì cái mức thù lao người ta sẽ trả cho các anh là bao nhiêu ạ? Tôi cấm anh không được xúc phạm chúng tôi nhé. Kìa. Nhá. Chúng tôi là những nhà khoa học, những người nổi tiếng, những người danh giá của xã hội. Anh đừng có mà mang tiền ra đây mà nói chuyện với chúng tôi nhé. Này. Nhưng mà không có tiền thì không làm được cái gì cho đời đâu. Đúng. Ấy. Anh thông cảm, ý của tôi không phải là như thế. Ý của chúng tôi là khổ quá. Ý của chúng tôi là bàn bạc với nhau và chúng tôi đã đưa ra một cái mức thù lao trước cho các anh, bồi dưỡng trước cho các anh một phần nhỏ, mỗi một người là $1,000,000. Ok, đi đâu? Đi đến tương lai, đến 4004. Ấy ấy, khoan. Vấn đề là như thế này, khổ. Sao? Khổ quá, không phải. Chúng tôi sẽ đón tất cả các anh lên, nhưng không phải là một lượt. Mỗi một lượt chúng tôi chỉ đón được một người thôi. Không, thế này nhá. Tôi nói thế này này, văn hóa văn nghệ bao giờ cũng là đi hàng đầu. Bao giờ ông đi trước, chính vì vậy để tôi đi trước. Không, nhưng công trình khoa học nó mới cần. Không, người ta lên, người ta nói chuyện văn hóa văn nghệ bao giờ cũng phải là đi hàng đầu. Mà nếu không ấy. Không phải, nhưng mà mấy cái bài hát thôi. Nó phải đi trước. Buồn cười nhỉ. Tôi không thể tưởng tượng được một tiến sĩ, một nhạc sĩ lại có thể cãi nhau ở trước chỗ đông người như thế này. Canh buồn cười nhỉ. Lần trước tôi xuống đây đón cũng chính vì cãi nhau, tranh nhau đi mà chém hết lượt ấy. Chém ai? Chém người. Tại sao lại chém? Các anh phải nghe này. Lên tương lai phải đi qua một cửa. Cửa đó có máy kiểm tra. Máy kiểm tra phát hiện thấy giả, thấy dởm, chém luôn. Ấy kìa, anh Nghệ, anh phải đi chứ. Ấy, anh tiến sĩ, kìa, các anh thảo luận để con đi chứ. Kìa, thời gian của tôi không có nhiều đâu, anh phải đi chứ. Này, tôi phải ở nhà chăm mẹ tôi. Thế còn cái vinh dự lớn lao này, xin nhường lại cho anh Tiến. Anh sẽ lên giúp các bạn về chuyện khoa học nhé. Thế này, anh Họa này, không bây giờ thế này. Như vừa rồi anh Nghệ nói rất đúng đấy. Bất kỳ người ta đi giao lưu ở đâu, một quốc gia nào, bao giờ văn hóa, văn nghệ người ta cũng phải là tiên phong. Không được. Cho nên là tôi sẽ nhường cái vinh dự lớn lao đó cho anh Nghệ. Không được, những nhà khoa học và những người đóng góp quan trọng nhất.
Tôi phải thảo luận hội ý ở trên kia, các anh ở dưới này cũng thảo luận hội ý, một lát nữa tôi quay lại. Dứt khoát là một người đi. Ôi, thế có một người là phải đi thế nào? Chúng tôi nghĩ là đây không phải chỉ niềm tự hào của anh đâu mà là còn của chúng tôi, của tất cả những người đang ngưỡng mộ các anh. Thật đúng là một niềm tự hào. Nhưng mà chị ơi, chưa được tiền thì đã bị chém rồi. À không, anh đừng lo, tôi có nghe người tương lai nói chuyện là cái máy nó chỉ chém những người nào mà nói dối thôi. Tôi tất cả những thứ mà tôi có đều là giả tạo hết đấy, còn tất cả là vỏ bọc thôi, tất cả mọi chuyện đều không có thật. Chị nhìn bản gốc của tôi đây này, thế này cơ. Chị ơi, chắc là chị không tin, quý vị không tin, mời mọi người xem thì sẽ biết.